hàng á, tôm càng. Tôm càng đụng cái là quéo lại liền à. Nó tính luồng tàu nữa. Rất cừu chứ. Ô ô, cái đó bự quá bự luôn. Hai ba con luôn đó. Mẹ giật. Mò đây mò từ từ. Cái đó nửa mấy tháng gì anh Thảo? À, 5 tháng. 5 tháng lớn lên nữa hả? Ừ. À, có mấy trăm ngàn nè, 500 ngàn. Có cho ăn không? Cho ha. Cho ăn ba tép rong nè. Cái đói mà. Ăn rong thôi. Cái đói nữa đã đói rồi, muốn ăn gì nó ăn cái cha nó hay gì. Lên rong hả? Hai bà con bắt được con rồi. Ăn rong. Cái đói mà. Đâu có ăn thức ăn gì đâu. Chứ là trời rồi đúng. Nó có bầy, cũng đi bầy. Nó hết ra dính hè coi luôn. Cô em thả có 120 ngàn. Cái này là mua cá nhân giống hay là cá nó hết ngoài biển? Cá nó nhân giống. Nhân giống mà nó bán tào lao, nó có dạng như oxy nó bán tào lao, còn có thương hiệu cá nó bự lắm. Bên em vẫn mua cá hết ngoài biển mà. Hết ngoài biển thả vậy. Nó đóng tại thương hiệu luôn á. Cá nó bự. Hả? Cái lớn nó bự không? Nuôi hả? Ừ. Bự, cũng bự, bự vậy đó. Nuôi lâu thì bự rồi. Có loại cá kến luôn á, nó bán cho mình cũng là mình thấy nhìn giống cá đối nhưng mà thật ra là cá kến. Điện cá kến. À dạ. Âu, vô bụng vô. Nè, đúng cái đầu vô đó, hụt loại hụt hên là tôi chui cái đầu lên đó. Sao là y chang luôn đó. Ủa quá à, dân không? Dạ, 4 năm con kìa. Này không cũng phải đầu tư cái gỗ, ngon quá. Dạ, trước con nữa kìa. Kiểu kiểu cái công đó chứ. Không kịp rồi hả? Có lúc nó hết cả cá nâu con ở ngoài biến vô nó bán nữa. Cá nâu con ní ní ní. Cá nâu thì nó nước mặn. Ừ. Giật. Chụp chụp. Giật nó sức không được. Giật. Mạnh chưa? Xẹt chút xíu chưa? Mỗi tay chưa? Giật đằng chết không lại hả? Hụt cũng lại rồi. Không ạ. Thế tán cá kia vậy? Chưa chưa. Tán cá chưa? Hả? Cá trên bờ chưa? Kìa, tút trước kìa. Nào. Đó, trên bờ trắng trắng tút mi trước luôn. Thấy ở dưới lên khúc đó khơi khơi trắng trắng đó không? Ờ. Tút trước lên, hồi tới à. Mày thấy cái mé mày đụng mày leo lên xuống biết ngồi chỗ mày. Thấy ngồi tao nghỉ luôn. Ủa phải không ta? Hay là nó đâu mắc rồi cái đó khúc cây hay gì á? Giật kỹ anh em khoai lông cò. Không, hồi nãy nó phóng lên chỗ đó mà bây giờ còn nằm ở đó chắc khúc cây hay gì á. Khúc cây á. Chừng lắm suốt rồi. Trời ơi, cá đói dội đó. Trời ơi, từ từ thôi. Kìa, một khúc cá đói từ đây tới đó đó. Nhiều bài cá đói rồi kìa. Đằng đó phải có cái lúa miệng đặt chặn rồi vô hết trơn luôn. Không, lúc kìa kìa, cá đốc xuống rồi thấy không? Đọc. Có đấy. Quá, từ từ dẫn ơi. Khúc này là gom cá đói rồi. Đợi mày đụng em qua đây thì cũng cho đợi tao lấy cái tay lên. Mình thấy con cá nó chào qua đó đưa con cá nha. Chết à. Anh em nói thiệt có quýnh nổ mà. Cá lóc rồi, cá lóc rồi. Anh tính phóng lên đó đó. Giật lật ngửa lại ông nội mày úp vậy rồi sao mày giật 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 mày úp là mày luôn à gọi là nghiệp dư mà tao tiếp ra mà cho đỡ bỏ tay được đỡ bỏ tay một xíu mà tao cũng biết buông ra nên tao chụp chứ khó khăn quá. Đủ mất mất hoài với cha. Mà đè luôn có mày bỏ xuống chịu quá đặt luôn. Không bây giờ cái dục thuốc cha đâu đó. Thôi hú cuốn chứ mày bỏ cầm cầm cái mắt xuống gắt tay cái đục giật tay tặng luôn. Con càng á, tôm càng. Càng chi. Tôm càng đụng cái là quéo lại liền à. Nằm đây nè, càng bỏ trong quỷ mạnh nó vừa quá. Tới từ tới cái mỏ. Con càng bút này. Đó, đó, đó. Đẹp chết rồi. Đẩy một phát là nó còn nặng hơn cua nữa. Con cua nó kẹp nó con nằm mũ mà con này kẹp nằm mũ nè. Kẹp cái lủng liền lủng lỗ như chim. Còn cái tim chích. Đầu thằng nhiều lắm.